Sáng ngày 27 tháng 9, ông Đặng Viết Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tối ngày 26 tháng 9, hai người đàn ông 49 tuổi, trú thôn Phố Cường và thôn Phố Thịnh, xã Gia Phố, chèo thuyền men theo khu vực Bầu Làng, gần cầu Chợ Vạn, để bắt chim. Thời điểm này, dòng nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến thuyền bị lật chìm. Một người bám được vào nhánh cây, người còn lại bị nước cuốn trôi về khu vực thôn 1, xã Hương Thủy, khoảng 100 mét. Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân ở xã Hương Thủy đã chèo thuyền ra cứu được người bám vào nhánh cây, đưa vào bờ an toàn. Đến khoảng 20 giờ 15 phút, lực lượng chức năng và người dân đã dùng thuyền ra hiện trường cứu được người bị nước cuốn trôi vào bờ an toàn.